Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bán bổ Phật Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi công kẻ gian, trấn an kẻ ác. Ngày 30 tháng 5, blog Đồng Phụng Việt bình luận, Đại tự Lâm Nguy, bài viết đăng trên trang AFA Tiếng Việt. Tác giả nhận xét, thực trạng mà thượng tỏ thích giác nguyên, khái quát, đại ý, bá tánh, quá chán, thậm chí quá bất mãn và quá thù, cảnh mặt tăng y mà xài bạc triệu, xài đồ sang, xe sang, chùa sang, chỗ ở sang nên chỉ một thằng cha cầm nồi cơm điện cũng hút cả triệu người đi theo nhằm giải tỏa ẩn ức. Đang làm cả trăm triệu nội điên chỉ là hậu quả có tính tất yếu. Nồi cơm điện có thể tàn sát Phật giáo cho thấy giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lạc lối khi dẫn bước theo tiêu chí đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa, xã hội. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Tác giả nhận định, nỗ lực kết hợp đạo pháp với chủ nghĩa xã hội đã biến dân tộc thành công cụ cho cả Đảng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển sự nghiệp mọi bên. Nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam không cúi đầu khuất phục, tự nguyện phụng sự thế quyền, không chỉ cho phép mà còn khuyến khích chư tăng mưu tìm danh lợi từ đó thì sẽ không có chuyện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tâm nhất trí chấp nhận tâm linh trở thành một thứ công cụ để chính quyền và doanh nghiệp phát triển du lịch tạo thành các dự án du lịch tâm linh. Tác giả nêu dẫn chứng, nếu không có đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, sẽ không có tập đoàn Xuân Trường nổi như cồn, lớn nhanh như thổi với các dự án du lịch tâm linh như Tràng An, Bái Đính ở Ninh Bình, Tam Chúc, Ba Sao ở Hà Nam. Trong khi đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại tỏ ra hết sức hoan hỷ bởi được tập đoàn Xuân Trường đài thọ mọi chi phí cho 400 cán bộ, công nhân viên và có các đại tự mang những yếu tố không nhất thế giới, nhất Đông Nam Á thì cũng nhất Việt Nam để tổ chức đại lễ vi sát kỷ niệm cùng lúc ba sự kiện Phật Đản, Phật Thành Đạo và Phật Nhập Niết Bàn. Và đây là hình sư thích minh tuệ. Thời gian qua, giáo hội Phật giáo Việt Nam tỏ ra rất rạch ròi trong việc minh định người được mạng xã hội gọi là sư thích minh tuệ, không phải tu sĩ Phật giáo và rất nhạy cảm khi việc ông bộ hành có thể bị lợi dụng để xuyên tạc đời sống tu hành của Tăng Ni, Phật tử, giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng lại rất vô tư khi một số cá nhân, không ít doanh nghiệp đem Phật giáo gắn vào các dự án để thu lợi. Hơn nữa, theo tác giả, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng rất vô tư khi từ trên xuống dưới cùng gửi văn bản cho các cơ quan tư pháp xin giảm hình phạt cho cư sĩ Từ Vân, thế danh là Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của An Viên Group. Tuy là cư sĩ nhưng ông Vũ cố tình bịa đặt về việc có một doanh nghiệp nước ngoài muốn mua AVG với giá 700 triệu Mỹ Kim và đã đặt cọc 10 triệu Mỹ Kim rồi cùng các viên chức hữu trách của Việt Nam bơm giá trị 95% của AVG lên 8.700 tỷ đồng. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vì cần giảm hình phạt cho cư sĩ Từ Vân, Phạm Nhật Vũ, vì ông ta đã cung hiến 1.300 tỷ đồng cho các dự án an sinh xã hội về y tế, giáo dục và hoàng dương Phật Pháp. Và đây là hình cư sĩ Từ Vân, Phạm Nhật Vũ. Vẫn theo tác giả, còn gì bán bổ Phật Pháp hơn khi cúng dường, giải nghiệp tạo phúc lại khiến cho tham quan thêm vững tâm sau khi thẳng tay cướp đỏ phúc lợi của các giới, trấn lột dân lành, thì chi một ít làm công đức là có thể thảnh thơi, ăn no, ngủ kỹ. Những câu chuyện như ông Nguyễn Thanh Hóa, Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao vừa bảo kê để nhận 20% trong hàng ngàn tỷ đồng lợi nhận của nhóm tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc vừa cúng chùa Thiên Hưng ở huyện An Nhân, tỉnh Bình Định, một đại hồng chung hay chuyện vợ chồng ông Lê Văn Minh thiếu tướng, tư lệnh cảnh sát biển vùng 4. Ông này vừa nhận vài tỷ đồng hối lộ, vừa yêu cầu người đưa hối lộ góp thêm vài trăm triệu để đúc chuông cúng chùa và làm công đức tại các chùa. Tự nhiên sẽ khiến thiên hạ nổi giận với kiểu thuyết pháp cúng tiền lẻ là mất phước. Khi giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi công kẻ gian, trấn an kẻ ác, thì đại tự Lâm Nguy là tất nhiên, bởi Phật giáo đâu phải là như vậy. Dân trí và dân khí càng không tầm thường như chư tăng vẫn tưởng quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bán bổ Phật Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi công kẻ gian, trấn an kẻ ác. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hương Tràm gửi đơn tố cáo những tài khoản mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt về cô. Ngày 29 tháng 5, đài VOA tiếng Việt có bài Bị đồn sang Mỹ sinh con cho đại gia, ca sĩ Hương Tràm gửi đơn tố cáo. VOA cho biết ca sĩ Hương Tràm, người bị đồn mang thai, sinh đôi, sang Mỹ sinh con cho đại gia, đã gửi đơn lên công an yêu cầu điều tra, xử lý những trang mạng xã hội tung tin đồn mà cô cho là đã xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cô. VOA cũng cho biết Thông tin này đã được chính Hương Trạm thông báo trên trang Facebook Hương Trạm Phạm. Cô cho biết cô đang có những hành động pháp lý theo đúng quy định của pháp luật để chống lại các thông tin giả không đúng sự thật, mang tính chất cáo buộc chủ quan. Tờ Công an Nhân dân đã dẫn lại đơn tố cáo của ca sĩ Hương Trạm gửi cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Đức ngày 23 tháng 5. Trong đó cô viết rằng các trang mạng xã hội tung tin đồn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do dân chủ để đưa tin sai sự thật về cô. Bên cạnh đó, theo tuổi trẻ, công an đã tiếp nhận đơn của Hương Tràm và sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Đơn tố cáo cũng được ca sĩ này gửi đến Sở Thông tin Truyền thông thành phố. Và đây là hình bài trên VOA. Theo VOA tìm hiểu, trên các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook, Youtube, thời gian qua đã lan truyền rất nhiều hình ảnh ca sĩ Hương Tràm cùng với hai đứa bé sinh đôi được cho là con cô mới sinh bên Mỹ. Thậm chí có trang còn cho đây là con của cô với cựu chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ. Những thông tin này đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận. Trang Facebook Hương Tràm Phạm cũng đăng tải tờ giấy biên nhận thụ lý đơn tố giác tội phạm do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức tiếp nhận vào ngày 23 tháng 5. Trong nội dung phần tóm tắt có đoạn, các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng lồng ghép một số hình ảnh cá nhân của đồng chí VDH nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam, có nhiều tiêu đề chứa nội dung phản cảm. Các ký tự sau các chữ VDH đã được che đi. Trong đơn tố cáo cũng có đoạn, sự việc trên thu hút lượng người xem theo dõi rất lớn, cùng với đó là hàng ngàn bình luận tiêu cực, bôi nhỏ, lăng mạ, xúc phạm tôi cùng người thân trong gia đình của tôi. Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với tần suất ngày càng nhiều hơn. Nhiều khách hàng quỷ bỏ hợp tác sử dụng dịch vụ, hình ảnh đại diện thương hiệu với tôi cũng theo đơn tố cáo. Cô ca sĩ 29 tuổi cho biết, cô vô cùng hoang mang, lo lắng vì chúng biến cô thành chủ đề xúc phạm của hàng triệu người. Hương Tràm viết trong đơn và cho biết, việc cộng đồng mạng tiếp nhận thông tin sai đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, cuộc sống và công việc của cô. Và đây là hình ca sĩ Hương Tràm. Trước đó, ca sĩ Hương Tràm cũng khẳng định với báo chí sau đêm diễn ở Hà Nội ngày 13 tháng 5 rằng, nếu có con thì cô sẵn sàng chia sẻ niềm vui đó tới mọi người, chẳng có gì phải giấu giếm. Trong một bài viết trên Facebook ngày 26 tháng 4, cô ca sĩ nói rằng hai em bé sinh đôi mà cô đã chụp ảnh cùng là con của một gia đình khác và cô cũng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình này vì vô tình bị lôi vào câu chuyện bôi nhỏ sai sự thật. VOA cho biết thêm, cô ca sĩ quê ở Vinh, Nghệ An, nổi lên sau khi đăng quang chương trình truyền hình thực tế giọng hát Việt mùa đầu vào năm 2012. Cô từng được hai lần trao giải thưởng âm nhạc cống hiến ở hạng mục nghệ sĩ mới vào năm 2013 và MV của Nam vào năm 2018, một số bài hát của cô đã trở thành bản hit một thời như Em gái mưa, Ngốc. Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển rực rỡ, năm 2019, Hương Tràm đột ngột thông báo cô tạm dừng ca hát để sang Mỹ du học. Sau đó đã rộ lên những tin đồn rằng cô sang Mỹ để bí mật sinh con. Cũng trên trang Facebook cá nhân, Hương Tràm bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng có đánh giá, chọn lọc trước những thông tin giả chưa được kiểm chứng về đời sống cá nhân của cô. Kèm theo đơn tố cáo là vi bằng ghi lại những bài đăng trên 23 trang mạng cùng tài khoản mạng xã hội bị hương tràm Newton. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hương Tràm gửi đơn tố cáo những tài khoản mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt về cô. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.